Hiện tại như bây giờ bên Cali đây là con Việt Nam thiên mới, con Việt Nam thiên biến thể bắt đầu xảy ra bên California. Expected to soon cascade across the nation. Và theo của chính phủ của Hoa Kỳ, họ đoán là vài ngày kế tiếp nữa, con Việt Nam thiên biến thể này sẽ lây nhiễm nhiều chỗ khác nhau ở trên nước Mỹ. Đây là bên San Diego, California, có người nhiễm COVID-19 biến thể bên đây. -old man who tested positive two days ago. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đã test mình đã bị trúng COVID-19 biến thể hai ngày trước rồi. Isolating at home, authorities say a household contact is now also symptomatic. Và yeah anh này ảnh ở nhà giống như cách ly ở nhà này kia như vậy cái người mà gia đình của ảnh đã gặp mặt nói chuyện với anh ta thì ngay bây giờ được biết được luôn là cái như những người đó hiện tại cũng đang bị chúng con việc này thiên biến thể luôn. Đó là cái ông ở bên San Francisco rồi California này kia đó, ông đang nói cho biết hiện tại ngay bây giờ về cái con việt nai thiên biến thể này mà nó lây nhiễm nhanh như vậy thì những người sống ở xung quanh chỗ này đang rất là lo ngại chuyện gì xảy ra kế tiếp colorado, và đây là chuyện xảy ra bên california rồi trong lúc này ở bên colorado cũng có người bị nhiễm cái con việt nai thiên biến thể nằm bên đó nữa và theo họ tin tưởng và họ họ coi hỏng rài nói là cái người này bị nhiễm từ những cái cộng đồng nó xảy ra no travel, so ông này ông báo cho biết cái những người bị nhiễm đó là họ chưa có đi qua những cái nước khác không có đi travel đâu cho nó bị nhiễm thôi bây giờ như vậy thì có nghĩa là nhiều người đã bị nhiễm rồi mà chưa biết mình bị nhiễm đó trừ khi nó phát ra While scientists expected mutations, they believe this variant spreads more efficiently. Và ngay bây giờ, scientists họ tin tưởng là về COVID-19 biến thể này, nó lây nhiễm rất là nhanh hơn cái COVID-19 bình thường. Because of changes to its spike protein, which và đây nó thay đổi con việc này thì biến thể này khi mà nó vô người khác đó, rồi nó biến thể lại, nó nhảy qua lan nhiễm qua người khác càng nhanh thêm nữa. Can more easily dock onto human cells. Và đối với một cái con người như mình đây, thì cái cell của human đó, giống như cái mạch máu này kia của con người đó, nó dễ hút những cái virus đó vô trong người. Cái virus này không có nghĩa là chúng vô người đó bị nhiễm thôi, không có nghĩa là có thể bị nặng hơn cái con vật nai trên bình thường, hoặc là bệnh nặng thêm, hoặc là dễ bị thì chết hơn hay như thế nào thì hiện tại thì không biết chỉ có biết là dễ trúng vô người thôi và lúc đầu thì ở bên London à, chính phủ báo cho biết là bên đó là bị trúng con Việt Nam thiên như vậy ở bên London là nhà thương đó là bị trúng rồi vô quá nhiều luôn cho nên sau khi vừa bên đó được báo mấy ngày rồi thì là dân qua tới bên Mỹ, bên Colorado và hiện tại ngay bây giờ hai tiểu bang đang bị trúng đó là Colorado và ở bên California thì hai cái đó nhưng mà chỉ có một hai người nào đó bị trúng thôi và họ nói cái này khi một hai người như vậy nó sẽ lây nhiễm qua người khác mà người khác lây nhiễm rồi họ cũng chưa biết họ có nữa là trừ khi cái đó nó phát lên một phát là lật thì lúc đó thì mới biết là có thôi it appears from what we from the UK and what we'll prove here. Ông Dr. Fauci, ông nói những gì chúng ta đã học hỏi và biết được từ ở bên UK về cái chuyện COVID-19 biến thể này. Is that this particular mutation does in fact make the virus better at transmitting from one person to another. Và ông Dr. Fauci, ông nói chúng ta biết được nó như vậy về cái chuyện COVID-19 biến thể khi mà nó dăng qua một người nào đó thì nó văng qua người kế tiếp và nó lây nhiễm rất là nhanh. Nó khác với con việc hồi trước là cái muốn lây qua một người nào đó là phải có cái chất gì chất gì nó mới lây. Ngay bây giờ cái con việc nay thiên biến thể này nó nhảy qua chỗ người nào rồi nó biến thể nó văng qua người khác rất là dễ dàng, cho nên phải cẩn thận về con việc nay thiên biến thể này. In Colorado, where the was first in the US. Đây là ở bên Colorado thì cái chỗ mà đầu tiên mà bị nhiễm con việc nay thiên ở trên nước Mỹ về COVID-19 biến thể đó. Yes, say a Guard may also be Và sau khi đó thì họ cũng báo cho biết là có thêm một người nữa cũng nằm trong cái nhóm mà người này thì của National Guard đã bị trúng à, COVID-19 biến thể. They were at this rural Và cái chỗ này là cái chỗ mà hai cái người National Guard này đó họ giúp đỡ những cái chỗ khu của những cái người già ở chỗ này thì không biết là họ có phải bị nhiễm từ chỗ này ra hay không, hay như thế nào. Và ngay bây giờ ở chỗ đó nó trở thành là COVID hotspot rồi, số người bị nhiễm nặng ở ngay chỗ đó. Ngay bây giờ đó, họ nói cho biết là nhiều tiểu bang trên nước Mỹ nữa sẽ bị nhiễm COVID-19 biến thể này. Và chúng ta phải kiếm cách mà ngừa về cái con việc này thiên biến thể này nó cũng giống như cái con việc này thiên bình thường. Wash hands, wear masks. Cần phải rửa tay nhiều và cần phải đeo khẩu trang. And keep và phải cần social distance, đứng cách xa này kia kiểu như vậy. The good news, the vaccine remains effective. Cái chuyện mà tin tốt hiện tại ngay bây giờ đó là cái thuốc ngừa của con việc này thiên nó có thể giúp đỡ cho chúng ta về cái chuyện này, về cái COVID-19 biến thể đang xảy ra. Ông Dr. Fauci ông nói cho biết, cái thuốc ngừa này khi chích vô thì nó cũng giúp đỡ cho về cái bị COVID-19 biến thể để mà giúp đỡ cho chặn lợi. Hiện tại ngay bây giờ, ngày hôm nay, nhiều nhà thương trên nước Mỹ đang cũng gặp khó khăn. Số người đang nhiễm nặng và nhà thương bắt đầu không còn chỗ chứa. Ngay bây giờ, ngày hôm nay, về con việc nay thiên thì nó trở thành bước qua một bước mới nữa là nó có con việc thiên biến thể và ngay giờ bước đầu vô của năm mới thì bị số người nhiễm càng ngày càng nhiều thêm nữa hiện tại thì ở bên Los Angeles số người bị nhiễm càng ngày càng nặng nhưng mà ngay bây giờ lại thêm bị một cái nữa là con việc này thiên biến thể giống như cái nhà thương của sau lưng của đại đứng tại đây bảo cho chúng ta biết Don't need. ICUs ngay bây giờ nhà thương ở đây và nhiều cái nhà thương ở xung quanh Los Angeles họ không có cần thêm cái chuyện là bị con việc này thiên biến thể nữa là tại vì họ đã đầy rồi số người nhiễm ở trong đây quá nhiều cho nên thêm nữa là cái như là hết chỗ chứa thôi. Ở bên Los Angeles ngay chỗ khu này thôi đó thì họ nói là ở đây là tính ra gần có 10.000 người đã bị chết về con việc này ở chỗ này thôi. Peter, Ngay bây giờ là cũng biết thêm là khoảng chừng 20 miêu dành người trên nước Mỹ đang bị trúng corona kế tiếp nữa. Cho nên nó rất là nguy hiểm ở chỗ này.